Hello, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại trên đồ mình nhá. Hôm nay mình sẽ chơi tôi quân săn này. Mình sẽ xem là mình sẽ kết hợp với quân đồ đen tối nhá. Rồi. Thì vẫn như mọi khi thôi, mình sẽ lại phải đuổi tên cướp này để cướp lấy số vàng đã mất đi. Đó, tôi cứ chạy ngoài nhá. Wow, chúng ta cái lên trong kia. Trò tiếp theo đó chỉ là bộ kinh bảo hiểm bằng xương rồng. Trời ơi, toàn là gai thôi mà cũng gọi được nhờ. Có vẻ như càng ngày tốc độ chạy của mình được tăng thêm rất là nhiều luôn à. Trời ơi, bãi biển đẹp quá nhá. Rồi mình đã tới đây map 8 trường rồi, mình rất thích làm bạn thích map này luôn đấy, mình rất là đẹp luôn. Choáng luôn kìa. Wow, x2 vàng. Đuổi mãi mà chẳng thấy tên cướp đang đâu nhờ. Rồi chứng tỏ nó rất là nhanh. Rồi, giờ mình cũng chưa hẳn xe ra để có chuyện gì đâu. Sẽ lên trên đây để tôi chuyển đánh tiếp đấy. Máy bay. Bây giờ mình sẽ chuyển vào game khác nhá, để cho chết thôi. Tôi cho chết rồi, sẽ chuyển vào game khác luôn. Giờ mình sẽ chuyển qua game câu đồ đen tối nhá. Không biết là bắt đầu. Hello, hello. Trời ơi, mình nói mà.
thắng thì kéo đây thôi. Hết tiêu mất rồi. Chúng mình sẽ đi ra đây mua vài món đồ nhỉ. Hello. 5. Hay là mình sẽ mua thật là nhiều số này luôn đi. Chắc được rồi đó nhờ. Vừa tay với ai đó. Đổi mình nhớ hết nhờ. Ui giật 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 giật. Ui giật giật giật. Đang nhiên là giật hết nhờ. Để pha giật vào mình chết luôn. Cho mày chết luôn này. Ủa, vẫn chạy được kìa. Giỏi nhỉ. Chết. Tội dám đuổi mình. Cái này mình chỉ thấy cái là mỗi tội là lấy đồ hơi lâu tí lắm. Cái này mới thể làm gì đây? Soi đường sáng nhá. Ông ngủ ăn. Oh my, thôi rồi, mình bị dính bẫy luôn rồi. Có ai cứu tôi không? Trời ơi, đóng băng này thì chơi cái gì nhỉ? Thôi nha, mình sẽ dừng clip đấy thôi. Các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký và sau này để ủng hộ mình nha. Bye bye các bạn.